Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Chibu khóc hết tướng mắt vì Sơn Tùng. Hot girl Hà Thành là bạn diễn ăn ý với nam ca sĩ Thái Bình trong MV Buông tay đôi nhau ra, cùng với những bản hit đã làm nên tên tuổi của mình. Để chuẩn bị cho live show chuyến bay đầu tiên, Sơn Tùng đã sáng tác khá nhiều ca khúc mới. Vừa ngày 19 tháng 11 vừa qua, anh chàng chính thức ra mắt bản audio ca khúc Buông đôi tay nhau ra do chính anh chấp bút. Sau 10 ngày, bài hát này đã đạt hơn 5 triệu lượt nghe trực tuyến. Chính vì thế, Sơn Tùng và ekip đã quyết định thực hiện ngay MV cho bài hát mới. Với sự tham gia diễn xuất của Chibu, MV Buông đôi tay nhau ra có nội dung nói về một cặp tình nhân chia tay nhau. Dù chàng trai và cô gái rất đau khổ, nhưng cả hai lột tả nỗi đau của mình một cách rất trưởng thành, vượt qua một cách mạnh mẽ, là bạn thân ngoài đời, nên cả hai nhập tâm khá nhanh khi quay. Hầu hết các phân đoạn đều chỉ là một hai lần, là Sơn Tùng và Chibu đạt yêu cầu của đạo diễn. Chibu khóc nức nở vì phải chia tay Sơn Tùng. Anh chàng cũng buồn bã khi không đi chọn con đường với bạn gái mình. Cả hai diễn xuất vô cùng ăn ý trong MV. Sau Âm thầm bên em, một lần nữa, người xem lại được thưởng thức và chứng kiến khả năng nhập vai của MTV. Bối cảnh của MV được thực hiện tại một khu đồng hoang ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, nên ekip và Sơn Tùng đã phải vất vả để hoàn thành các cảnh quay. Thậm chí, anh chàng và mọi người đã phải nhịn đói tới chiều để kịp tiến độ. Trong MV, Sơn Tùng và Chibu đã phải mặc áo len giữa trời nắng nóng 40 độ để diễn cảnh tình tứ với nhau như đang trong không gian mùa đông. Cảnh Sơn Tùng chạy xe trên đường cùng ekip toát mồ hôi vì quá đông, khán giả nhận ra anh chàng nên dừng xe lại theo dõi. MV Buông đôi tay nhau ra sẽ chính thức trình làng trong một vài ngày tới. Hiện tại, Sơn Tùng đang trong giai đoạn gấp rút tập luyện để chuẩn bị tinh thần cho live show sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tại sân vận động Phú Thọ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.